Cũng tại huyện Ân Thi, ngày 1 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Hải, Nguyễn Công Tàu và Nguyễn Văn Đức cùng ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 6, công an huyện Ân Thi nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, ở thôn Huệ Lai, xã Phụ ủng về việc khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng chị đang điều khiển xe máy đến đường quốc lộ 38 mới thuộc địa phận thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, thì bị hai đối tượng là nam thanh niên điều khiển xe máy không cắn biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên, cướp giật túi sách màu đen. Bên trong có một điện thoại di động Samsung Galaxy G7, một đôi bông tai mỹ ký bằng bạc, số tiền khoảng 1 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều ngày 25 tháng 6, ban chuyên án đã xác định nhóm đối tượng và ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Hải và Tàu tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, thu giữ vật chứng liên quan của vụ án. Ngày 29 tháng 6, Đức đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ân Thi đầu thú. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ân Thi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.